Các chuyên gia cho rằng Việt Nam hiện là một trong 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới, khoảng 15,3 triệu người hút và 33 triệu người bị ảnh hưởng thụ động. Mỗi năm khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá. Dự thảo luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi đang được lấy ý kiến. Bộ Tài chính cho biết thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá hiện đang là 75%. Tuy nhiên, tổ chức Y tế Thế giới đánh giá tỷ lệ thuế thuốc lá trên giá bán chỉ chiếm 38,8% nên giá bán thuốc lá của Việt Nam còn rất thấp so với các nước như Singapore là 69%, Thái Lan là 70%. Chính vì vậy, Bộ Tài chính cho rằng để đảm bảo sức khỏe cộng đồng và giảm lượng tiêu thụ thuốc lá, ngoài thuế theo tỷ lệ như hiện nay, thuốc lá sẽ phải chịu thêm thuế tuyệt đối nữa. Theo đó, trong dự thảo luật thuế tiêu thụ sửa đổi, Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá rất cao với hai phương án và Bộ Tài chính đang nghiêng về phương án thứ hai. Phương án 1, năm 2026 vẫn giữ nguyên mức 75% và bổ sung 2.000 đồng trên một bao. Từ năm 2027 đến năm 2030, mỗi năm thuế tăng thêm 2.000 đồng trên một bao. Đến năm 2030, mức thuế tuyệt đối là 10.000 đồng trên một bao. Phương án 2, năm 2026, khi luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi chính thức có hiệu lực, cùng với việc giữ nguyên tỷ lệ tính thuế 75% trên giá bán như hiện nay, Mức thuế tuyệt đối với thuốc lá là 5.000 đồng trên một bao, mỗi năm sau tăng thêm 1.000 đồng trên một bao, đến năm 2030 thuế tăng lên 10.000 đồng trên một bao.